sông Tiền hay là sông Hậu? Dạ tôi ở Sài Gòn á. Xin lỗi, em thứ mấy? Dạ tôi thứ ba. Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay là nói chơi vui vui vậy anh ba? À, cô Sáu ơi, cô ấy kìa cô Sáu, nói chơi chút xíu mà cô giận cô hờn. Phận gái tâm tùng xuất giá tùng phu, khi con được chồng thương yêu, rau củ trong giường mà ngon miệng vừa ăn, mâm bàn dọn dẹp đã xong, then gài cửa đóng đề phòng kẻ gian, nồi cơm sức bền vững cửa mà tình thủy chung đậm đà tuyệt đỉnh, non ở mỗi nhà gửi màu dân tộc cùng người giao duyên vui đời mộc mạc sắc trắng mà không bội bà con người. Gói cho anh vài chục cái anh mang theo về xứ để anh dùng. Cô ơi, có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Trời ơi, vậy chứ biết làm sao cho anh đơn bụng. Không lẽ tôi cho mượn cô làm bánh bông lan theo nhất dùng này. Xin kính chào Hoàng Huynh. Mời Hoàng Huynh an tọa. Hiền đệ, ta muốn nói chuyện riêng với đệ. Thống khẩn cấp báo tin cho Hoàng Cô được rõ. Theo định ước trước, trẫm đã cho người liên lạc với Tổng đốc Lưỡng Quảng để cứu viện. Nhà Thanh đem quân sang giúp khôi phục lại nhà Lễ ta. Má về nha Sang. Má, má đừng đi, má đừng đi, con xin má mà. Má ơi, dây chừng gửi leo bám thân cây, nó còn biết đổ nghỉ đơm bông để đền ơn dòng dừa sông. Còn con là lá chung cành, là hoa chung cội, chưa đền chữ hiếu ân mà đã dội vong tình.